Kinh Đại Phương Đẳng Đại Tập Quyển 46 Phẩm 15 Nguyệt Tạng Phần 1 Tầng Chủ Nguyệt Tràng. Tôi nghe như vậy, một thời Đức Phật ở tại núi Khư La Đế, vốn là trú xứ thường xuyên của các vị tiên tu hành tịch mật, cùng với chúng đại tỳ kheo của các bậc hữu học và vô học 600 vạn người. Đối với các thứ phiền não sâu dày, từng buộc chặt lấy chúng sinh, Thầy đều được giải thoát, chỉ đang dốc sức với những phương tiện tu tập nhằm dứt sạch mọi tập khí. Chúng Bồ Tát Ma Ha Tát số lượng và là vô lượng vô biên, không thể tính toán hay nêu bày hết được, đều cùng đạt diệu lực của hạnh nhẫn, hóa độ các chúng trồng. Lúc này Đức Phật đã thuyết giảng xong kinh Nhật Tạng, tức thì ở phương Đông hiện ra một mảng lớn hoa kết lại như mây, gồm nhiều loại hoa như hoa Ưu Ba La, hoa Ba Đồ Ma, hoa Có Mô Đà, hoa Phân Đà Lợi, hoa A Đề Mục Đa, hoa Chim Ba Ca, hoa Bà Lợi Sư Ca. Mảng mây hoa có những thứ hoa quý như thế kết lại và hiện ra rõ dần. Ở giữa mảng mây hoa lớn ấy hiện ra một hình nửa vòng tròn rộng 10 do tuần, trong đó lại hiện rõ một giảng đường với nhiều lớp lầu gác, cả đều làm bằng vàng rồng, hết sức vi diệu trang nghiêm. Ánh sáng của ngôi giảng đường ấy vượt hơn 100.000 vạn ức ánh sáng mặt trời mặt trăng, tỏa chiếu khắp núi Khư La Đế, lại hiện ra đủ thứ, đủ loại các mảng mây hoa kỳ lạ đặc biệt, cũng gồm những hoa như hoa Ưu Ba La cho đến hoa Bà Lợi Sư Ca. Ánh sáng từ nơi các thứ hoa đầy này thật rực rỡ, soi tỏ trú xứ nương tựa của vị tiên tu hành tịch mật. Với tòa giảng đường gồm 5 lớp cột chống và lầu gác là bằng 7 thứ châu báu hết sức vi diệu lạ lùng, lớn ác hẳn, được ánh sáng của mặt trời mặt trăng khiến chúng không thể tỏa sáng được nữa. Giữa tòa giảng đường đó lại hiện ra một hình nửa vòng tròn, trong ấy có đóa hoa sen ngàn cánh màu sắc xanh tươi. Trên đài sen lại có Đức Thế Tôn đang ngồi ngay thẳng thuyết pháp. Ánh hào quang từ nơi Đức Thế Tôn tỏa chiếu khắp hết thảy đại chúng, trên mỗi đầu người đều hiện ra sâu chuỗi hoa quý giá, hình bán nguyệt vô cùng vi diệu, lại tuôn xuống như mưa vô số các vật báu cùng đủ thứ, đủ loại hoa hương. Bấy giờ Tôn giả Tuệ Mạng Đại Mục Kiền Liên trông thấy mọi sự biến hóa của diệu lực thần thông như vậy, nên sinh tâm cho là việc ít có, lại biết rõ chứ vị trong đại chúng đang lấy giấy tâm ngờ Phật, liền rời chỗ ngồi đứng dậy, để trần vai bên phải, đến trước Đức Phật quỳ xuống, đầu gối bên phải chạm sát đất, chắp tay hướng về Phật và đọc kệ. Chỉ Phật dứt sạch mọi phiền não, nơi chốn tâm tối được giác ngộ, dốc vì quần sinh ngăn nẻo ác, khiến cho muôn loài trụ đường lành. Chỉ Phật hàng phục bao thứ ma, khiến đám ngoại đạo phải im tiếng, điều phục chúng sinh trụ thế giới, làm khô cạn biển lớn phiền não. Nước tám công đức nhằm tẩy sạch, đem báo giác phần cứu chúng sinh, vô lượng ức người đạt giải thoát, nên chuyển pháp luân báu vô thượng. Hết thảy mọi chúng đồng hiện có, vì sân hận xui làm điều ác, ái dục bức bách không lầm từ, chỉ Phật mới khiến tinh quy ngưỡng. Rồng bốn thiên hạ đều đến đủ, một lòng quy kính Phật Pháp Tăng, dứt sạch nghiệp chướng cùng phiền não. Hộ trì chánh pháp được an trụ, nay lại hiện rõ mây hoa diệu, trong có hình bán nguyệt ngời tỏa, mọi chuỗi hoa bán nguyệt hiện đó, nay nhằm nếu bày Phật sự trì, các hoa tích chứa như núi cao, lại mưa hương hoa cùng vật báu, để chúng thấy điềm lạ xin ngờ, sẽ mưa xuống thứ pháp vũ nào. Trong ấy thật vi diệu bậc nhất, đại chúng như vậy đều an trụ, cúng dường tu nơi chư quá khứ, chư quá Phật. Bậc đó đúng là sư tử hiện. Đức Phật nói với tôn giả Đại Mục Kiền Liên, về phương Tây, có thế giới tên là Nguyệt Thắng. Đức Phật ở thế giới ấy hiệu là Nhật Nguyệt Quang, có vị Bồ Tát Ma Ha Tát đồng chân tên Nguyệt Tạng, sẽ cùng với đám quyến thuộc gồm 80 ức Nayada Tha người và hàng trăm ngàn vị Bồ Tát Ma Ha Tát muốn đến đi đến cõi này là để được thấy ta và lễ bái cúng dường, còn với đại chúng đông đủ nơi đây nghe thuyết giảng nhằm đem lại sự tùy hỷ, là còn muốn giao phó dặn dò cho Thiên Long Dạ Xoa Cả Tất Bà nên có được sự nhìn nhận và hiểu biết đúng đắn về chánh pháp. Lúc này Bồ Tát Ma Ha Tát Nguyệt Tạng cùng với quyến thuộc 80 ức Na Do Ta và 100.000 vị Bồ Tát Ma Ha Tát từ thế giới đó đi tới chỗ Đức Phật, cung kính đảnh lễ trước chân Phật, đi nhiễu quanh chỗ Phật theo hướng tay phải 3 vòng
rồi đứng yên nơi phía trước. Thầy cùng chắp tay cung kính đọc kệ: An lành vô số kiếp, giúp tu vị chúng sinh, an lành thấy muôn loài, sinh tử khổ bức bách, an lành đem bố thí. Đại tiên tạo ích lớn, an lành luôn hành thí, vượt hơn hẳn trời người, an lành giữ giới tịnh, chúng sinh chẳng thể động, an lành khiến kẻ giận, trụ nơi tâm từ lành, an lành phát tinh tấn, độ thoát kẻ biến lười, an lành lìa đường ác, yên vững nơi nẻo thiện, an lành khéo thu nhẫn, bao dung tâm xấu giận, an lành việc ít có, vì vậy thầy quy y, an lành tu các thiền, chư thiên giới tâm vui, an lành dốc làm cạn, ba biển khổ chúng sinh, an lành chuyên tu trí, xoay ngược xe đường ác, an lành nẻo bồ đề, đến chốn rất khó đến, an lành hàng phục ma, dẫn vẫn cờ chánh pháp, an lành nơi chuyện ấy, đích thực chuyện pháp luân, an lành thương nẻo ác khác, hàng phục đám ngoại đạo, an lành tu mơ pháp, xuống mạng khắp thế gian, an lành tạo minh chứng, trời người càng thác bà. An lành khắp chúng cõi, ta là bậc đối tượng, an lành bốn quả yên, nên nhận lời cúng dường, an lành khiến muôn kẻ an trụ nơi niết bàn, an lành lúc trụ vẫn, chốn tạo lập pháp nhãn, an lành luôn trụ thế, thế gian không kẻ sánh, an lành quả bồ đề, muôn loài được lợi lớn, an lành vì chúng sinh, tuyên giảng pháp vô thượng, an lành đem nước pháp tắm gội cho muôn loài, an lành khéo hóa độ chư thiên chân bao lớp, an lành luôn hiện rõ pháp chân thật, pháp chân diệu dứt nhiễm, an lành giúp chúng sinh trừ sạch mọi phiền não, an lành chư chúng tăng là bậc nhất ở trời, an lành khéo thị hiện đem lợi ích trời người, an lành khiến bốn phương ánh sáng trong lành tỏa, an lành khiến bốn chúng cùng tuân giữ giới luật, an lành hành thí xả giữ giới cùng tinh tấn, an lành tu nhẫn thiền cùng dùng trí tuệ diệu, an lành đại phàm vương chủ thế giới ta bà, an lành đại ma vương mọi dục hiện rõ đủ, an lành kiều thi ca đám quyến thuộc phò tá, an lành chúng chư thiên cùng các thứ cung điện, an lành tỳ sa môn và các chúng già xoa, an lành đề đầu lại quyến thuộc càng thác bà, an lành tỳ lâu lạc cùng với cứu bàn trà, an lành tỳ lâu bát với các chúng quân rồng, an lành nhật nguyệt tiên cùng tinh tú lớn nhỏ, an lành đại tự tại con và chủ tạo cõi, an lành thần gió lửa cùng chư vị địa thần, an lành các chúng rồng cùng với Atula, an lành chúng la sát cùng chúng khẩn na la, an lành Kalola chúng ma hầu la già, an lành mưa nước ngọt đại thần vương là mưa, an thần hộ trì quốc vua khắp cả cõi người an lành bà la môn sát lợi ti xá xà, an lành chúng cúng dường bậc đạo sư tối thắng, an lành kẻ nguyện nghe pháp chân chánh không lỗi, an lành kẻ có chưa cúng dường ba ngôi báu, an lành tất cả chúng diệt trừ mọi phiền não, an lành mọi chúng sinh cùng trụ nơi chánh pháp, an lành thí trì giới bơ giác của tinh tấn, an lành thiền na độ nhẫn nhục ba la mật, an lành cho hết thảy kẻ đạt trí giải thoát, an lành khiến các bệnh thảy đều được giảm trừ, an lành đều dứt dừng dứt tất cả đời ác dục, an lành cho muôn loài nguyện khiến đều giải thoát, an lành khiến hết thảy dứt sạch hết mọi lậu, an lành nơi đại địa mọi hạt giống nảy mầm, an lành nơi đồng lúa dược thảo quả cây rừng, an lành mọi thứ ấy theo thời cùng sinh trưởng, an lành nơi đất quý xuống mạng khắp mọi chốn, an lành tinh lực người tất cả đều an trụ, an lành pháp tinh túy đại giải hết thảy chúng, an lành đều dứt bỏ hết mọi thứ tội ác, an lành khiến chúng sinh đều đạt quả bồ đề, an lành nơi các pháp đạt bờ giác tự tại, an lành mưa chánh pháp nhằm tuấn khắp muôn loài, an lành mọi chúng sinh thảy vượt qua ba cõi, an lành khiến hết thảy đều chứng đại niết bàn. Kính thưa đại đức bà già bà, con nay muốn nói đầy đủ chương cố về thần chú đại lực đem lại sự an lành. Thần chú như thế là chư tiên thật quá khứ thường tuyên thuyết, nhờ vào thần chú ấy hành giả sẽ kiến lập giữ gìn nên có thể khéo làm tăng trưởng các sự việc an lành, có khả năng dứt trừ tất cả mọi tội lỗi cùng bao thứ ác cớ kiến cấu nhiễm, hội nhập các căn lành làm tăng trưởng tâm đại bi, do sử dụng đầy đủ thần chú đó ta có thể đem lại nhiều lợi ích cho hết thảy chúng sinh, cả những loài hươu nai chim thú. Nếu được nghe thần chú này
Nói chung là tất cả các loài tâm luôn được an ổn, xa lìa đời ô trược xấu ác với bao thứ chướng ngại, như chướng ngại của chúng sinh, chướng ngại của các pháp, hết thảy các thứ chướng ngại như thế đều được dứt trừ. Tất cả các lành tùy theo chỗ tiếp xúc với pháp mà có được sự hòa nhập nơi tâm, niềm tuệ luôn được bền vững, khiến cho hành giả đạt được hình sắc tươi vui, dũng mãnh, dứt hết mọi sợ hãi. Đối với 10 nẻo nghiệp lành đều ăn trụ vững chắc, từ pháp bố thí ba la mật cho đến pháp trí tuệ ba la mật. Từ 4 niệm xấu cho tới 18 pháp bất cộng cũng đều ăn trụ kiên cố. Từ tâm đại từ đại bi, với dự lực từ các phương tiện lớn lao của nhất thiết chủng trí cho tới cứu cánh là cảnh giới niết bàn vô thượng, thì đều an trụ vững chắc, dứt trừ mọi tạo tác của nghiệp về năm tội vô gián, phi bán chánh pháp, hủy diệt thánh hiền, cùng kiến chấp về hai nẻo đoạn thường, chính là diệt trừ hết các thứ nhân tội như trên. Những câu chú đem lại sự an lành ấy luôn được các bậc thánh đời trước kiến lập gia hộ. Như vậy, những câu chú đó đã cũng có thể khiến cho chư thiên tin tưởng thọ nhận, đã gắn bó với 10 nẻo nghiệp lành, cũng khiến hội nhập vào các pháp ba la mật, từ bố thí ba la mật cho đến trí tuệ ba la mật, từ pháp bốn niệm xứ cho tới 18 pháp bất cộng, từ tâm đại từ đại bi, lực dụng của phương tiện to lớn cho đến nhất thiết chủng trí, niết bàn vô thượng, là có thể khiến cho các thứ ma cùng quyến thuộc của chúng quy kính tin tưởng nơi chánh pháp. Chư thần Long Vương, Dạ Xoa, La Sát, Atula, Càn Thác Bà, Khẩn Na La, Kalola, Ma Hồ La Già, Ngạ Quỷ, Tỳ Xá Xà, các hàng sắc lợi Bà La Môn, Tỳ Xá, Thủ Đà, thể đều đi vào con đường 10 nghiệp lành, gắn bó với 6 pháp Ba La Mật, với tâm đại từ đại bi, lực dụng của phương tiện lớn, 4 niệm xứ cho đến 18 pháp bất cộng, nhất thiết trí, nhất thiết chủng trí, và cảnh giới niết bàn vô thượng, cố nhằm diệt năm tội nghịch lớn, phi bán chánh pháp, hoại diệt hiền thánh. Nói xong những lời ấy, liền đập chú: Đa địa già tha, chiên đạt lê, chiên đạt la tỳ đề, chiên đạt la ma nụy, chiên đạt la bà tê, chiên đạt la bạc đế, chiên đạt la bất lệ, chiên đạt la bà hê, chiên đạt la xoa đế lệ, chiên đạt la xà di, chiên đạt la ác ký, chiên đạt la đế lệ, chiên đạt la phạt mị, chiên đột lâu, chiên đạt la bà la hê, chiên đạt la vật đạt lệ, chiên đạt la bà địa di, chiên đạt la bà mị, chiên đạt la khứ kỳ, chiên đạt la nhân đạt lệ, chiên đạt la số ố xoa, chiên đạt la lê bỉ, chiên đạt la bả lợi bỉ, chiên đạt la bạc tỷ, chiên đạt la tất đế, chiên đạt la si thế, chiên đạt la ác nê, chiên đạt la kỳ lệ, chiên đạt la bát xoa, chiên đạt la tất nên hê, chiên đạt la lô mị, chiên đạt la cơ bế, chiên đạt la sa bế, chiên đạt la thọ bà lệ, chiên đạt la tân trệ, chiên đạt la ố xoa, chiên đạt la tẩu đế, chiên đạt la già đê, chiên đạt la tập bỉ, chiên đạt la thất bát thi, chiên đạt la ma nê, chiên đạt la bạc đế, mê đa lợi gia bạc đế, ca lô noa bạc đế, tác đế gia bạc đế, đa thế gia bạc đế, xoa gia bạc đế, phía đa bạc đế, đế la bạc đế, chiên đạt la lô tí, tẩu bà hà. Kính thưa Đức Thế Tôn, thần chú ấy như vậy là luôn được chư Phật quá khứ và các bậc tiên thánh tu hạnh tịch mật tạo lập, giữ gìn. Thần chú đó tên là Nguyệt Tràng Nguyệt, có thể khiến cho mọi chúng sinh thể đều đạt được an lành, quy kính tin tưởng nơi Tam Bảo, diệt trừ tất cả các thứ trọng tội xấu ác, dẫn tới việc đạt được cảnh giới Niết Bàn vô thượng. Lúc Bồ Tát Nguyệt Tạng đọc xong thần chú ấy thì khắp cõi tam thiên đại thiên thế giới hiện ra đủ thứ sợ chấn động, khiến cho hết thảy chúng sinh nơi các cõi dục và cõi sắc kinh hoàng run sợ chẳng yên. Cùng lúc chư thiên tung xuống như mưa đủ thứ đủ loại các vật báu, các loại hoa hương hương bột, y phục đồ nằm sau chuỗi ngọc. Trong khi tuôn xuống như mưa các thứ vật ấy, chúng đã va chạm mạnh vào nhau đã phát ra vô vàn âm thanh nêu bày các pháp diệu. Đó là âm thanh nói về ba ngôi báu, âm thanh nêu giảng về ba loại luật nghi, âm thanh chỉ rõ về ba nẻo giải thoát, âm thanh nêu rõ về ba minh, ba học, âm thanh thúc đẩy nên xa lìa tham dục trong ba cõi, âm thanh chỉ dẫn về ba thứ bồ đề, âm thanh nêu rõ về các pháp vô thường của vô ngã không, âm thanh dứt mọi sự mong cầu trị bỏ ái dục, âm thanh nêu bày về diệu lý vô sinh, âm thanh tuyên giảng về thời tánh như của phạn pháp, về cõi thực tại, về pháp giới bao la, về tính như như,
về tính chất không khứ, không lai của diệu hữu, âm thanh đeo bày và các diệu lý không trụ xứ, không tạo dựng, không thoái chuyển, không hành, không nơi chốn tích tụ. Chất chứa không chỗ nương tựa để giấy phát tinh tấn, âm thanh chỉ rõ về sáu pháp ba la mật, từ bố thí ba la mật cho đến trí tuệ ba la mật. Âm thanh đeo bày về bốn tâm vô lượng, từ bi hỷ xả, và bốn niệm xứ cho đến tám con đường của bậc thánh. Âm thanh nói về các pháp samatha, tỳ bà xá na. Âm thanh nói về bốn pháp nhiếp phục, bốn vô ngại. Âm thanh nói về việc thu nhận chánh pháp. Và các pháp do nhân duyên sinh, do sự hộ trì chánh pháp. Âm thanh nêu bày chỉ rõ các pháp như huyễn, như mộng, như bóng hình, như tiếng vang, như bóng trăng trong nước. Tùy theo các chúng sinh cần được hóa độ thì nên thâu nhận để hóa độ, khiến họ sinh tâm chán ghét xa lìa, dòng chảy luân hồi, hướng tới cảnh giới không tịch, chốn A Lan Giả, vì cả khác mà thuyết giảng, rồi tự mình thực hành đúng nẻo, không hề sai trái, thảy đều đúng theo pháp, an trụ vững chắc để mong đạt được hết thảy các căn lành. Lại còn có các âm thanh nói về mười địa, âm thanh nói về pháp nhẫn vô sinh, âm thanh nêu rõ 18 pháp bất cộng, âm thanh nói về nhất thiết chủng trí, âm thanh nêu bày việc chuyển pháp luân, âm thanh chỉ rõ nẻo sinh tử lưu chuyển, khiến nên trụ nơi tám con đường của bậc thánh giác ngộ để không còn bị cuốn theo dòng sinh tử nữa. Âm thanh nói về việc hàng phục bốn thứ ba khi nhập vào cõi niết bàn vô dư. Được nghe những thứ âm thanh kể trên xong, hết thảy chúng sinh trong tam thiên đại thiên thế giới này cùng với chúng sinh trong cảnh địa ngục, đối với tất cả các loại chúng sinh ấy, mà mỗi chúng sinh đều do từ dụng lực của nhân duyên gần gũi bậc thiện trí thức nơi thân mình, tùy theo sự khác biệt ở chỗ phun trọng các căn lành như bố thí, như giữ giới, như tu tập thiền định, hoặc ở hàng thanh văn chuyên giác thừa mà phát tâm giấy nguyện, hoặc ở nơi đạo quả bồ đề vô thượng mà phát thệ nguyện rộng lớn. Đối với các loại chúng sinh này, tùy theo chốn gốc tu tập của mình, đối trước các âm thanh kể trên thể đều được nghe và lãnh hội trọn vẹn. Tùy theo nẻo căn lành đã được vun trồng cùng với chỗ đã tạo tác từ nghiệp duyên tu tập hành hóa mà thể đều có thể nhớ nghĩ về các sự việc nơi thân mạng đời trước. Từ đó càng thêm yêu kính, tin tưởng ở ba ngôi báu Phật Pháp Tăng, mau chóng tìm đến quy y. Trong số các loại chúng sinh kia, nếu ai có những nghiệp chướng thì thể được tận trừ. Đối với những chúng sinh ấy, sau khi mạng chung, một thời được sinh nơi cõi trời và sinh nơi nhân gian, đều cùng đi tới chỗ Phật để được lãnh hội chánh pháp. Các loại chúng sinh, đọc lại các loại súc sinh, ngạ quỷ, cũng thể đều đi đến đông đủ, đều do nghiệp từ trước với sức mạnh của nhân duyên cần củi bậc thiện trí thức, vun trồng căn lành, hoặc bố thí, hoặc giữ giới, kể cả các nghiệp chướng cũng được dứt sạch. Trong số ấy cũng có chúng sinh với thân hiện tại đi đến chỗ Phật để nghe pháp, cũng có chúng sinh mạng chung được sinh lên cõi trời người để đi đến chỗ Phật để được lãnh hội chánh pháp. Như thế là cả trời người đều đi tới chỗ Phật, chỉ trừ ma vương cùng đám quyến thuộc, bốn vị vương của Atula cùng với đám quyến thuộc mà thôi. Lúc này ở tam thiên đại thiên thế giới, đất đều bằng phẳng như lòng bàn tay. Bây giờ các ngọn núi Tu Di, núi Tiết Vi, núi Đen, những ngọn núi ấy cùng với biển lớn, rừng cây, tất cả đều không còn hiện ra nữa. Chỉ trừ ngọn núi Khưu La Đế là hiện rất rõ. Núi ấy rộng lớn như 10 lần bốn cõi thiên hạ. Trong đó người cùng với chẳng phải người, quay quần che nhau, không còn một khoảng trống nào cả. Cả phương trên cũng bao quát như 10, bốn cõi thiên hạ, vô lượng vô biên, không thể tính, không còn có biên vực giới mất nữa. Nơi hư không đã chúng đầy ấp kể là vì để được chiêm bái Đức Phật cung kính cúng dường. Những chúng sinh căn trí thuần tục trong thấy đại chúng tập hợp đông đảo để nghe pháp nên cũng đi đến nơi chúng hội. Cả cõi tam thiên đại thiên thế giới, tùy theo chỗ có các cung điện, nhà cửa, rừng cây, dược thảo với bao thứ cành lá hoa quả cùng các thứ vật báu khác, tất cả những thứ đó thì đều biến thành hình bán nguyệt và hiện ra trong ấy. Trong mỗi hình bán nguyệt kia đều phát ra màu sắc, ánh sáng như ánh sáng của hàng ngàn mặt trời, mặt trăng hòa hợp lại tỏa chiếu khắp các cõi vật trong tam thiên đại thiên thế giới. Màu sắc và hình tướng như thế là hết sức rộng lớn và trang nghiêm. Lúc này, vô lượng chư biên cõi Phật trong mười phương đã đều hiện ra, nơi các cõi Phật ấy, chư vị Bồ Tát Ma Ha Tát, Thích Thiên Vương, Phạm Thiên Vương, cùng với chư vị Thiên Vương khác,
Long Vương, Dạ Xoa Vương, Khẩn Đa La Vương, hết thảy các thần vương, nhờ vào uy lực của Phật nên đều được trông thấy Đức Phật ở đây cùng với đại chúng tụ hội đông đảo, đã trông thấy ánh sáng cùng màu sắc vi diệu như thế, nên đều dốc tâm muốn đi đến. Do uy thần của Phật nên chỉ trong khoảng một niệm, họ liền đi tới chỗ Phật cung kính lễ bái, cúng dường và chỉ tâm nghe Pháp. Bây giờ, Bồ Tát Ma Tát Nguyện Trạng dùng các thứ Phật báu quý, mỏng nhẹ, các loại thiên hoa, thiên hương, thiên y, các sao chuỗi hoa quý giá tuôn rải lên chỗ Phật ba lần xong thì đi dạo quanh theo hướng tay phải ba vòng, rồi đứng yên nơi trước Phật chắp tay cũng kính thưa. Kính thưa Đại Đức Bà Già Bà, con thật có tội lớn vì không kịp cùng đến với đại chúng tụ hội đông đúc ở đây. Chứ vì Bồ Tát Ma Tát hiện có trong mười phương đã đều phân tập đủ cả, con việc có chút nhân duyên nên phải đến sau. Kính thưa Đại Đức Bà Già Bà, có ở nơi quốc độ mình là thế giới Nguyệt Thắng cùng với chư vị trong quyến thuộc, trải qua 7 ngày đã nhập pháp định Avanaka. Ra khỏi pháp định ấy, con liền thỉnh vấn Đức Như Lai nhập Nguyệt Quang. Kính thưa Đại Đức Bà Già Bà, chúng đệ tử quyến thuộc hôm nay nên đi đến nơi chỗ nào? Đức Phật nhập Nguyệt Quang dạy: Này thiện nam, về phương đông, cách xa cõi này hơn 100.000 ức thế giới, chư Phật có thế giới tên là Ta Bà. Cõi ấy có Đức Phật hiệu là Thích Ca Mâu Ni, với các tôn hiệu Như Lai, Ứng Cúng, Chánh Biến Tri, đang trụ thế thuyết pháp, chưa nhập Niết Bàn. Hiện nay, nơi cõi ấy, đại chúng đã tụ họp đông đủ. Chư vị Bồ Tát Ma Tát hiện có nơi các quốc độ của chư Phật trong mười phương, tại đều phân tập đến thế giới Ta Bà đó, là vì đã được thấy Đức Phật Thích Ca Mâu Ni và lễ bái cúng dường, cùng được lãnh hội kinh đại tập. Đám quyến thuộc của ta cũng đã đi đến thế giới ấy. Bồ Tát nói cũng nên đi đến chỗ Đức Phật Thích Ca Mâu Ni để lễ bái cúng dường và nói thần chú nguyệt tràng nguyện. Do vì nhân duyên ấy mà con đi đến đây sau chư vị Bồ Tát khác. Lúc này Bồ Tát Nguyệt Tạng đọc kệ: Chỉ Phật chính là cha muôn loài, nơi lửa phiền não nhằm dập cứu. Con nay tạ lỗi đón tối thắng, do chút nhân duyên nên đến chậm. Chỉ Phật nguồn sáng lớn trời người, chiếu khắp các quốc độ mười phương, con nay tạ lỗi đấng pháp phương, vì chút nhân duyên nên đến trễ. Chỉ Phật khai thị nẻo niết bàn, kẻ theo đường ác khiến quay lại. Tạ tội bậc thương chủ Mâu Ni, con vì duyên cớ nên tới sau. Chỉ Phật bậc đại y sư ấy, nói kẻ mất mắt trao mất pháp. Tạ lỗi đại y vương tối thắng, con do duyên cớ nên tới chậm. Chỉ Phật khai thị thuyền bè lớn, khi chúng sinh vượt bến sông mê. Tạ lỗi đấng tối thượng cõi người, vì chút nhân duyên con tới chậm. Chỉ Phật mấy từ tuôn mưa pháp, rửa sạch phiền não nhiễm chúng sinh. Tạ lỗi đấng đại thánh pháp thắng, vì chút nhân duyên con đến trễ. Chỉ Phật một mình nơi bốn dòng, cứu độ chúng sinh biển ba cõi. Tạ lỗi đấng thế tôn thật ngữ, vì chút nhân duyên con đến trễ. Chỉ Phật mở ra kho chánh pháp, đem bại thánh tài cứu chúng sinh. Tạ lỗi đấng chủ pháp thí lớn, con do nhân duyên nên tới sau. Chỉ Phật trà mắt cho muôn loại, nơi do mình xua trừ tâm tối. Con vốn ngồi yên nhập ta muội, A Phả Na thiền tâm an trụ. Con chẳng thấy Phật hiện thần biến, vì chút nhân duyên nên tới trễ. Đức Phật nói: lành thay này thiện nam, Bồ Tát đã thể hiện một sự tinh tấn lớn, vì trong 7 ngày đã nhập pháp thiền định sâu xa. Với pháp định ví diệu như thế, Bồ Tát đã tạo được trú xứ của hàng trượng phu, trú xứ của bậc Như Lai, là trú xứ vô thượng. Này thiện nam, Bồ Tát cùng với chư vị quyến thuộc trong 7 ngày đã ăn trụ nơi pháp thiền Avanaka, do đạt được diệu nghĩa ấy mà nay thảy được thành tựu. Vô lượng ức na cho tha 100.000 chư thiên, Long Vương, Dạ Xoa, Atula, Khẩn Đa La, nhân và phi nhân, đã ở nơi đạo vô thượng chánh đẳng chánh giác, dứt trừ các chướng ngại của nghiệp, chướng ngại của chúng sinh, chướng ngại của các pháp, chướng ngại trong sự tu thiền định, chướng ngại từ phiền não, chướng ngại trong việc tu tập các giác phần. Nói chung là các chướng ngại kể trên thảy đều được diệt sạch, không còn sót một thứ nào. Các loài chúng sinh ấy được xem là những người có được chánh pháp tam muội không hề quên bồ đề, là những người không thoái chuyển đối với đạo vô thượng, là có chúng sinh ở nơi tất cả các pháp Phật đạt được pháp nhẫn sáng suốt rộng lớn. Những hàng chúng sinh đó do từ căn lành ấy mà chẳng bao lâu đối với đạo quả vô thượng chánh đẳng chánh giác sẽ thành tựu quả vị chánh giác.
Này thiện nam, do Bồ Tát đã dùng 7 ngày nhập pháp thiền định ấy, nên trong một thời có thể diệt trừ được nỗi khổ lớn của chúng sinh, đem lại sự thành tựu là việc tích tụ được phước đức lớn lao. Này thiện nam, do có chúng sinh chỉ dốc nương vào đấy đọc tụng nhằm mong đạt quả đạo quả vô thượng chánh đẳng chánh giác, nhưng người ấy lại quá tham đắm đối với thế tục, do vậy nên hãy còn chưa thể điều phục được phiền não nơi tâm mình, làm sao có thể điều phục được phiền não của người khác. Như có hàng thiện nam thiện nữ vui thích gắn bó với việc đọc tụng để mong cầu đạo quả bồ đề, liền giấy tâm ganh ghét tham cầu danh lợi phú quý, đem tâm cao ngạo tự cho mình là đúng, khinh mạng cho ba người khác, và tính chất tự cao ấy nên hãy còn chẳng có thể đạt được căn lành nơi cõi dục, huống hồ là có thể đạt được tất cả căn lành nơi cõi sắc và cõi vô sắc, là chẳng thể đạt được quả bồ đề thanh văn, làm sao đạt được đạo quả bích chi phật cùng đạo quả bồ đề vô thượng. Vì sao? Vì đệ nhất nghĩa đế của quả vị vô thượng chánh đẳng chánh giác đã không cùng chung giới đạo quả thanh văn bích chi phật, vì thế không thể dựa theo thế tục mà đạt được đạo quả vô thượng chánh đẳng chánh giác tối thánh, tạo được sự tích tụ phước đức lớn lao. Này thiện nam, với như từng ngọn lửa nhỏ không thể làm khô cạn được biển lớn hết mực sâu rộng, cũng đúng như vậy, này thiện nam, không thể dùng các pháp thế tục mà có thể dứt sạch được biển lớn phiền não nơi thân mình, làm sao có thể dứt cạn được phiền não nơi những chúng sinh khác. Ví như chỉ một người dùng miệng thổi gió thì chẳng thể làm tổn hại gì đối với đại địa trong thế giới. Này thiện nam, cũng vậy, chẳng thể gieo theo các pháp thế tục mà thành tựu được tâm đại từ đại bi. Này thiện nam, ví như sợi tơ của ngó sen có thể làm lay động được núi Tu Di. Này thì nam, như thế là không thể theo thế tục mà có thể làm viên mãn trí tuệ nơi đọc quả vô thượng chánh đẳng chánh giác. Vậy thì làm sao khiến cho kẻ khác đạt được diệu nghĩa bậc nhất? Này thì nam, như vậy là để thành tựu được đạo quả vô thượng chánh đẳng chánh giác có trí tuệ viên mãn thì phải đi theo con đường khác với thế tục. Vậy thế nào là diệu nghĩa bậc nhất? Chỗ gọi là tu tập tạo nên tất cả các tất cả những thứ phước đức. Như về tu phước thì cũng thường xuyên tu tỉnh thân tâm, như về tu thân thì ắt nên tu tâm. Để giúp tu tâm thì phải tu tuệ, thế là có thể cùng tu tập về thân tâm và tu tuệ. Hành giả tu tập như vậy thì có thể mau chóng thực hiện đầy đủ sáu pháp ba la mật, có khả năng dùng bốn sự việc để thuyết phục các chúng sinh thành tựu trọn vẹn đạo quả vô thượng chánh đẳng chánh giác, thành bậc đẳng chánh giác. Tất cả đều không đi theo các pháp thế tục. Ở trong thế tục là có chúng sinh giấy kiến chấp về hai nẻo đoạn thường, thì đấy chẳng phải là đúng nẻo diệu nghĩa bậc nhất. Là có những chúng sinh ở trong thế tục đi theo các nẻo ngã kiến, biên kiến, thì cũng chẳng phải là đúng nẻo diệu nghĩa bậc nhất. Là có chúng sinh cũng ở trong con đường thế tục ấy mong cầu sự an lạc cho đời này và đời sau, thì cũng chẳng phải là đúng nẻo diệu nghĩa bậc nhất. Nhưng đối với ta, vì không còn thấy có thêm một pháp nào, từ đấy mới có thể trừ sạch các chướng ngại của nghiệp, cho đến những chướng ngại của phiền não, trong một ngày một đêm, khiến vô lượng ức nãy giờ tha trăm ngàn chúng sinh, thảy có được lòng kính tin đối với Tam Bảo Phật Pháp Tăng, thành tựu trọn vẹn cùng an trụ nơi Pháp Đại Thừa Vô Thượng. Như có thiền giả, tuy vẫn giữ giới, nhưng chưa đầy đủ, các pháp thiền cũng chưa chu toàn, chưa được các pháp tam muội, vì hành giả ấy ở nơi thiền định hoặc ngồi hoặc cân hành từ lúc đầu hôm đến lúc cuối đêm, có được sự an trụ thích ứng với thiền định, có thể dứt trừ vô lượng các thứ nghiệp chướng, có thể khiến cho nhiều ức na do tha trong ngàn chúng sinh thảy đều có được sự quy kính tin tưởng thành tựu đầy đủ đạo quả bồ đề, do vô số căn lành phước đức được tích tụ, huống chi là thực hiện đủ việc giữ giới, đạt các pháp tam muội chân chánh, các pháp nhẫn đà la ni, đạt bốn phàm trụ, an tọa trong cảnh giới thiền định tịch tỉnh. Đạt được như vậy thì ở trong 7 ngày, chỗ phước đức có được phải nói là chẳng thể nghĩ bàn, chẳng thể dùng ví dụ để diễn đạt hết được. Huống nữa là dứt trừ sạch hết các chướng ngại của chúng sinh và chướng ngại từ phiền não, dẫn tới việc đem lại sự thành tựu trọn vẹn cho vô lượng chúng sinh hướng tới đạo quả vô thượng chánh đẳng chánh giác. Như thế là cũng đã làm được việc tập hợp tích chứa bao lớp phước đức lớn lao là có thể thực hiện đầy đủ sáu pháp ba la mật. Vì sao? Vì người tu tập thiền đó hoặc đi hoặc ngồi,
dứt trừ được các pháp chướng ngại, khiến tâm thanh tịnh ở nơi tất cả các hành, đã rời bỏ tính tưởng phân dựa chạy theo đối tượng, đó là Bố Thí Ba La Mật. Ở trong sự rời bỏ tưởng phân dựa ấy, luôn tạo được sự liên tục không dừng dứt, đó là trì giới Ba La Mật. Với mọi cảnh giới không hề với tâm thống khổ, quán trách đó là nhẫn nhục Ba La Mật, luôn có được tính chất không rời bỏ ấy chính là tinh tấn Ba La Mật. Trong mọi sự việc trường hợp, tâm không chút phóng túng, đó là thiền định Ba La Mật, thấu đạt được thể tánh của các pháp nên chứng được pháp nhẫn vô sinh an lạc, đó gọi là trí tuệ Ba La Mật. Lại nữa, đối với cảnh giới không hề giấy khởi sự nhiễu loạn vọng động, đó là Bố Thí Ba La Mật, nơi mọi cảnh giới đều không bị xâm phạm thương tổn, đó là trì giới Ba La Mật. Đối với mọi cảnh giới chẳng hề bị nhiễm ô, đó là chẩn dục Ba La Mật. Như ở nơi cảnh giới đều an nhiên bất động, đó là tinh tấn Ba La Mật. Hoặc ở mọi cảnh giới đều dứt sạch mọi vọng niệm vướng chấp, đó là thiền định Ba La Mật. Như nơi cảnh giới đều dốc hướng tới các hành thanh tịnh, đó là trí tuệ Ba La Mật. Lại nữa, đối với các ấm luôn xả, đó là Bố Thí Ba La Mật. Ở nơi các ấm không giấy niệm chấp trước, đó là trì giới Ba La Mật. Đối với các ấm luôn mong đạt được tưởng vô ngã, đó là nhẫn nhục Ba La Mật. Ở nơi các ấm khởi tưởng xem như kẻ thù nghịch, đó là tinh tấn Ba La Mật. Đối với các ấm không hề khiến chúng bùng phát dữ dội, đó là thiền định Ba La Mật. Ở nơi các ấm thể đều lìa bỏ một cách rốt ráo, đó là trí tuệ Ba La Mật. Lại nữa, ở nơi các giới đều luôn xả, đó là Bố Thí Ba La Mật. Đối với các giới không tạo sự nhiễu loạn vọng động, đó là trì giới Ba La Mật. Ở nơi các giới luôn rời bỏ mọi nhân duyên ràng buộc, đó là nhẫn nhục Ba La Mật. Đối với các giới phải luôn luôn lìa bỏ, đó là tinh tấn Ba La Mật. Ở nơi các giới không hề làm chúng phát khởi, đó là thiền định Ba La Mật. Đối với các giới luôn xem chúng là huyễn tưởng, đó là trí tuệ Ba La Mật. Lại nữa, Bồ Tát đối với mọi chúng sinh luôn khởi tâm từ bi, đó là Bố Thí Ba La Mật. Ở nơi mọi chúng sinh tâm luôn dứt mọi nẻo yêu ghét, đó là trì giới Ba La Mật. Đối với các chúng sinh luôn giấy tưởng thương xót, đó là nhẫn nhục Ba La Mật. Ở nơi mọi chúng sinh luôn khởi tưởng cứu giúp tế độ, đó là tinh tấn Ba La Mật. Đối với các chúng sinh nên đem tưởng về vui vẻ để được để thu phục, đó là thiền định Ba La Mật. Ở nơi mọi chúng sinh không hề tạo các tưởng phân biệt bỉ thử tôi ta, đó là trí tuệ Ba La Mật. Lại nữa, Bồ Tát đối với mọi chúng sinh đem chánh pháp bố thí không hề giấy tưởng ta người chủ khách, đó là Bố Thí Ba La Mật. Đối với các chúng sinh luôn thể hiện những ngôn ngữ yêu thương nhu hòa, đó là trì giới Ba La Mật. Đối với các chúng sinh không hề giấy khởi các điều ác, đó là nhẫn nhục Ba La Mật. Ở nơi mọi chúng sinh sự thể hiện ngôn ngữ yêu thương không thoái chuyển, đó là tinh tấn Ba La Mật. Đối với các chúng sinh luôn thương xót nhằm đem lại lợi lạc cho họ, đó là thiền định Ba La Mật. Đối với mọi chúng sinh dốc tạo được cùng thực hiện các pháp tu tập giải thoát, đó là trí tuệ Ba La Mật. Là nữa, Bồ Tát luôn đem lại cho chúng sinh các nơi chốn yên tịnh tốt đẹp, đó là Bố Thí Ba La Mật. Ở nơi tất cả các pháp không hề có sự chừa cậy bám víu, đó là trì giới Ba La Mật. Đối với hết thảy các pháp đều dẫn về một đường chân chánh, đó là nhẫn nhục Ba La Mật. Đối với tất cả các pháp cùng hết thảy các nạn đều không giấy tưởng quấy động vòng loạn, đó là tinh tấn Ba La Mật. Đối với tất cả các pháp không hề có sự phân biệt, đó là thiền định Ba La Mật. Có thể dùng một chữ từ đó đi vào tất cả các pháp vì chúng sinh mà thuyết giảng, đó là trí tuệ Ba La Mật. Này thì Nam, như thế là Bồ Tát Ma Ha Tát từ pháp thiết yếu hết mực sâu xa của diệu nghĩa bậc nhất ấy có thể thực hiện viên mãn sáu pháp Ba La Mật hoàn toàn, chẳng phải là các pháp thế tục. Thật đúng như vậy. Này thì Nam, chư vị Bồ Tát Ma Ha Tát từ chân đế với diệu nghĩa bậc nhất, với các phương tiện thiện xảo, đều đem pháp ấy tự mình thực hiện cùng khiến kẻ khác thực hiện, siêng năng tu tập khiến hoàn thành sáu pháp Ba La Mật, mau chóng đạt đạo quả vô thượng chánh đẳng chánh giác, thành bậc đại giác ngộ. Như vậy là hiện tại nơi các thế giới còn lại trong mười phương, với chư vị Bồ Tát Ma Ha Tát hiện có từ chân đế diệu nghĩa bậc nhất, thông qua các phương tiện thiện xảo, tất cả thảy đều dùng đạo pháp ấy để tu tập, mau chóng đạt đạo quả Bồ Đề Chúa Thượng, thành bậc chánh giác. Cả về thời vị lai, vô lượng A Tăng Kỳ thế giới chư Phật trong mười phương, với chư vị Bồ Tát Ma Ha Tát hiện có, thể đều dốc tu tập theo nẻo chân đế diệu nghĩa bậc nhất.
Hết mực sâu rộng như vậy, thông qua các phương tiện thiện xảo, tu tập sáu pháp ba la mật nên có thể ở nơi đạo quả bồ đề vô thượng thành tựu quả vị chánh giác hoàn toàn, chẳng phải theo các pháp thế tục. Chư vị bồ tát ma ha tát ấy chính là pháp nhãn an trụ lâu dài, đem lại sự tiếp nối liên tục và phát triển không ngừng của ba ngoại báu trong thế gian, khiến không hề bị đứt đoạn. Chư vị đó luôn dốc tìm tòi tu học, vì tất cả chúng sanh mà cầm chắc lấy ngọn đuốc lớn sáng tỏ, tạo nên vầng sáng tỏa chiếu, khi cho mọi nẻo phiền não, khổ nạn thể đều được dừng dứt. Cùng với tuệ nhãn kia, nên có thể hóa độ hết thảy mọi chúng sinh đang bị trôi lăn theo dòng sinh tử trong ba cõi, đem họ đặt yên nơi đạo Bồ Đề vô thượng. Chư vị ấy ở nơi thánh pháp luôn im lặng, từ đầu đêm đến cuối đêm luôn sẽ đã có được sự tương ứng thích hợp để có thể khéo tạo ra các pháp tam muội chánh thọ, cùng với ba cánh cửa giải thoát, có được sự thích ứng để an trụ. Này thiện nam, Bồ Tát vừa qua do trong 7 ngày giới pháp thiền của phả Anaka đã nhập định, do tạo được sự thành tựu trọn vẹn cho chất lượng các chúng sinh, vì vậy khen ngợi và khuyến khích Bồ Tát cùng với chư vị thiện nam thiện nữ hoặc ở đời hiện tại, ở đời vị lai, đời sau, rốt ở trong pháp của ta từ đầu đêm đến cuối đêm, nên luôn ở trong ở nơi xã để tạo được sự an trụ thích hợp. Từ đấy dùng pháp nhãn chân chánh nhưng tạo nên nguồn sáng, ánh sáng tỏa chiếu. Do vậy mà thánh bảo luôn được tiếp nối tiếp hưng thịnh khi không hề gián đoạn. Nhờ đấy đem lại sự thành tựu trọn vẹn cho chúng sinh trên con đường tu tập. Chư vị nên dốc tu tập theo nẻo chân đế diệu nghĩa bậc nhất như thế thì sẽ thực hiện viên mãn sáu pháp ba la mật, luôn có được sự an trụ. Đức Phật nói với hết thảy chư thiên, chúng nhân, chư long thần, dạ xoa là phải nên nuôi dưỡng, cung cấp đối với chư vị ấy, như cung cấp về y phục, các thức ăn uống, đồ nằm, thuốc men tùy theo chỗ cần dùng mà cung ứng hết sức đầy đủ, là phải nên giữ gìn, diệt trừ mọi thứ tai họa xảy đến hoặc đe dọa, đi bỏ mọi nẻo xấu xa, suy kém, tai ương, ác độc, bệnh tật. Nói chung là những thứ đó đều được trừ diệt. Vì sao? Vì người đã tạo được sự tương ứng với thiền ấy, đích thực là con của ta, đã từ miệng Phật sinh ra, từ nơi chánh pháp hóa sinh, như có các vị thí chủ là tiên, long, dạ xoa, nên ở nơi đời hiện tại và đời vị lai, đối với những người đã tạo được sự tương ứng với hạnh xá, dùng nẻo chân đế diệu nghĩa bậc nhất thực hiện đầy đủ sáu pháp ba la mật nhằm dứt trừ bao lớp phiền não khổ hoạn của chúng sinh, làm pháp nhãn trụ thế lâu dài, nối dòng tam bảo khiến luôn được phát triển không dứt, thì chư vị thí chủ thiên long dạ xoa đều nên ủng hộ cúng dường, cung cấp các thứ y phục, đồ ăn uống, đồ nằm, thuốc men trị bệnh tùy theo chỗ cần dùng mà dốc sức cung cấp đầy đủ. Lại cũng nên khuyến thỉnh ca ngợi công đức tu tập của họ, do được sự hỗ trợ của các thí chủ là thiên long dạ xoa mà chánh pháp của ta được giữ vững và phát huy. Nhờ đấy chư vị kia đã làm được việc là nhằm khiến cho pháp nhãn của ta trụ thế lâu dài, với dòng tam bảo luôn được phát triển không ngừng. Như thế là chư vị ấy đích thực là con của ta, từ miệng Phật sinh ra, từ chánh pháp hóa sinh. Do vậy này chư vị tỳ kheo, tỳ kheo ni, ưa bà tắc ưa bà di cùng các vị thanh tấn sĩ khác, như các hàng thiền nam thiền nữ ấy đã dựa vào diệu nghĩa bậc nhất trong quá trình tu tập mong đạt đạo quả bồ đề vô thượng, cùng với việc nuôi dưỡng và hộ trì chánh pháp, ta đem chư vị ấy ký thác cho Bồ Tát Di Lặc là người đứng đầu, cùng với các vị Bồ Tát trong hiện kiếp. Các vị sẽ dùng bốn sự việc để thu phục họ, nhờ lấy sự khuyến hóa trao cho họ giới luật, là khiến họ an trụ nơi bốn tâm vô lượng, bốn bậc thiền, bốn pháp định nơi cõi vô sắc. Các dụng lực của những phương tiện lớn lao, tâm đại từ đại bi cho đến 18 pháp bất cộng, lại sẽ thọ ký đạo quả vô thượng cho họ. Bây giờ Bồ Tát Ma Tát Di Lặc là bậc thượng thủ, cùng với các vị Bồ Tát trong hiện kiếp thưa với Đức Phật: Kính thưa Đức Thế Tôn, thật đúng như vậy. Kính thưa Đại Đức Bà Dạ Bà, con sẽ xin hộ niệm các hàng chúng sinh ấy, kể cả những việc thọ ký cho họ đạo quả Bồ Đề vô thượng. Như ở đời hiện tại cùng đời vị lai, trong quá trình trụ thế của chánh pháp, các vị thí chủ kia đã tạo được ánh sáng lớn, con cũng sẽ thọ ký cho các vị đó đạo quả vô thượng. Các hàng thiên long dạ xoa càng tác bà ấy, đối với các chốn A Lan Nhã là nơi tu hành tịch tịnh mong đạt được diệu nghĩa bậc nhất, các vị sẽ luôn vui thích
tinh tưởng, thọ trì, cúng dường, cung cấp các thứ y phục, đồ ăn uống, đồ nằm cho tới các thứ thuốc men theo chỗ cần dùng. Lúc này Đức Thế Tôn nhằm làm sáng tỏ ý nghĩa trên nên nói kệ: Thế gian này mặt trời đã mọc, vô lượng ức hoa thảy đua nở, một bậc xuất thế gian như Phật, chúng sinh cùng mong hoa phước thiện. Hoa phước hiện như muốn mau đạt 10 lực thắng, cùng vượt bao phiền não sâu dày, là nhằm mau đạt định hơn hết, tịch tỉnh riêng trụ A Lan Nhã. Muốn được trời người tin kính nhận, cùng dứt sạch phiền não nơi tâm, muốn đoạn bao khổ hạn chồng chất, nẻo thánh Samatha tâm an, như muốn xua trừ mọi nạn ác, đem các công đức tự trang nghiêm, nơi mọi biển khổ nhằm tự độ, tâm phải nên an bồ đề diệu, như muốn đạt được bảy pháp tài, cùng nhằm trụ nơi nhận phương tiện, muốn vì chúng sinh thuyết pháp diệu, thường nên vui trụ A Lan Nhã, sáu căn luôn cùng tam muội hợp, phải nên trụ A Lan Nhã tịch, ít dục thanh tịnh khé biết đủ, người ấy ắt nhập nẻo thánh hiền, như dốc mau lìa năm dục lạc, nên đạt năm lực diệt phiền não. Như ở năm đường độ chúng sinh, từ bỏ tội xấu trụ tam muội, như muốn đạt đủ bốn vô lượng, cùng với bốn biện tài vô ngại, nhằm đạt bốn thiền cập bờ giác, người ấy nên tu nghĩa bậc nhất, như muốn mau biết bờ, biết về ba cõi, biết rõ các pháp khổ vô thường, cùng rõ các hành tánh tướng không, phải nên trụ với trụ A Lan Nhã, nếu muốn chóng biết hai thứ pháp, tỳ bà xá na samatha, cùng muốn qua mau rõ lối hữu vi, phải nên trụ nơi tâm bồ đề, riêng trụ tịch tịnh không phóng dật, nên mau xả bỏ nơi thế đế, tinh tấn dốc cầu đệ nhất nghĩa, nên mau lìa bỏ các đạo ác, nếu muốn làm khô biển sinh tử, và nhằm làm khô biển phiền não, nhằm muốn mau khô biển ba cõi, thường cùng thánh chủng tâm tương ưng, như nhằm thành tựu biển chúng sinh, như muốn viên mãn biển đại nguyện, như muốn biết được bờ sinh tử, nơi vắng lặng cứu độ cháy đầu, muốn biết bản sinh cùng nơi ở, sâu xa vi tế từ xưa nay, lo các phương tiện ưa thanh vắng, thu giờ lái tâm đạt tam muội, như muốn hiện bày biển thiền định, như muốn tỏ ngộ biển thần thông, nếu muốn vượt qua biển khác ấy, muốn đạt bậc tối tôn trong đời, như muốn được uống biển chánh pháp, như muốn thấy rõ cõi trang nghiêm, hoặc muốn thấy rõ biển chư Phật, nhằm hỏi biển các nghĩa thâm diệu, muốn đạt được công đức như vậy, cùng chóng đạt bồ đề thù thắng, nên lìa phiền não trụ Lan Nhã, lo đấy đạt đạo cũng không khó. Nếu người nơi trăm ức chư Phật, với nhiều năm luôn dốc cúng dường, nếu nơi bảy ngày ở Lan Nhã, giữa căn đạt định phước nhiều hơn, nếu người đọc tụng ngàn ức pháp, công hiểu diệu nghĩa như Phật giảng, nếu trong bảy ngày trụ Lan Nhã, tam muội phước đức càng nhiều hơn, như người nhiều năm dốc phụng tăng, là không tạo tác những nghiệp khác, như người bảy ngày trụ Lan Nhã, người ấy phước chứa nhiều hơn trước, vì chúng thuyết pháp giảng nghĩa sâu, trong nhiều năm tháng dốc một việc, như nơi bảy ngày tâm trụ tịch, phước đức ấy chứa chẳng thể tính, như người tôn tạo nhiều tháp Phật, và lam trụ vườn cùng cúng dường tăng, như dốc bảy ngày nơi Lan Nhã, phước ấy thêm nhiều hơn hẳn trước, cảnh giới Phật tịch tịnh vô vi, nơi ấy đạt được bồ đề tịnh, như kẻ cho bay người trụ thiền, chính là hủy bán chư Như Lai. Như kẻ phá hủy trăm ngàn tháp, cùng thiêu đốt cả trăm ngàn chùa, như có hủy bán người trụ thiền, tội ác càng nhiều nặng hơn trước, như có cúng dường người trụ thiền, thức ăn uống y phục thuốc men, người ấy tâm trừ vô lượng tội, cũng khỏi bị đọa ba nẻo ác. Vì vậy, ta này nêu rộng khắp, muốn thành Phật đạo thường tu thiền, chẳng như chẳng thể trụ A Lan Nhã, phải nên dốc cúng dường chốn ấy, như dốc trụ thiền dứt phóng dật, ác chóng thành tựu đủ sáu độ, muốn cầu đạo bồ đề sáng tỏa, dùng phương tiện ấy tất chóng đến, muốn cầu bồ đề trụ tịch tịnh, nên rời bỏ hết thảy nghiệp duyên, cùng dứt phiền não lìa dục lạc, ác mau đạt thí ba la mật, như rời cảnh giới ấm giới nhật, cùng bỏ tham sân ngu si lỗi, dứt mọi phiền não tu nẻo thiện, nhờ vậy đạt thí ba la mật, nên đem từ bi thương chúng sinh, dứt mọi phân biệt không tự thị,
luôn nên thương tưởng đến bốn loài, tức độ trì giới ba la mật. Giấc mở nẻo tội tu các thiền, cũng nên rời mọi ấm giới nhập, yêu thích phương tiện luôn cầu thiền, trừ chướng đạt đến bờ tinh tấn. Cảnh giới chẳng động, không đắm vị, dứt bỏ nhân buộc tu bi hỷ, một đường thanh tịnh không động dời, như thế đạt đủ nhẫn nhục độ. Ở trong cảnh giới bậc niệm lường, lìa canh ghét chẳng chui đạt hỷ, các pháp lìa đổi không phân biệt, chẳng nhiễm chẳng sầu tức là xả. Ấm giới như huyễn không giới tạo, tu tập liên tục không gián đoạn, thông tỏ khéo tu pháp như thế, nó đạt trí tuệ ba la mật. Vậy ta nay khuyên tất cả chúng, như muốn dốc trừ các nẻo tội, cầu tam muội nhẫn đà la ni, nên biết trụ tịch tỉnh như vậy. Như muốn vượt qua thừa thanh văn, cùng vượt luôn cả thừa duyên giác, là nhằm chống đạt thắng địa Phật, phải nên mau trụ a la nhã. Nếu giữ tâm trụ a la nhã, do vậy tức là cúng dường Phật, nên phải quyết rời hết thảy tội, đó chính là hành độ sáu độ. Sẽ được làm Phật ba cõi quý, giúp chuyện chánh pháp luôn thanh tịnh, dứt sạch mọi nẻo ác chúng sinh, độ thoát bốn loài biển ba cõi, nên rời ác kiến mọi duyên buộc, luôn phát tâm bồ đề tối thắng, phải nên mau hướng chốn lăng nhã, nơi ấy thành tựu đức như vậy. Bây giờ Đức Thế Tôn thuyết giảng xong phần kinh này, hết thảy chư vị nơi chúng hội được nghe về pháp thiền đệ nhất nghĩa, hết mực thâm diệu ấy, có 9.000.000 người vốn đã khéo tập từ thời quá khứ đều đạt được pháp nhẫn vô sinh, 70 ức na do tha 100.000 chúng sinh đạt được vô số pháp tam muội và pháp đà la ni cũng nhẫn vô sinh, 81.000 người được tọa ký đạt quả vô thượng chánh đẳng chánh giác, là có hàng hà sa số chúng sinh chưa phát tâm cầu đạo bồ đề vô thượng, lúc này thể đều phát tâm đạt pháp không tái chuyển đối với đạo quả vô thượng chánh đẳng chánh giác. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kinh Đại Phương Đẳng Đại Tập, quyển 47, phẩm 15, Nguyệt Tạng.